Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, các cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực bắt tay ngay vào nhiệm vụ công tác. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Có mặt tại bộ phận một cửa điện tử quận Cẩm Lệ, mặc dù là những ngày đầu năm nhưng không khí làm việc khá khẩn trương, nghiêm túc. Tuy đầu giờ làm việc buổi chiều nhưng đã có hơn 40 cho đến 50 người đến giao dịch thủ tục hành chính. Phần hành chính ở đây nói chung là làm buổi sáng hoặc buổi chiều, làm rất đúng giờ, và người dân tới là người ta ví dụ như có những việc mà không phải của họ bầu của người ta vẫn tiếp tế và vẫn tiếp đỡ đàng hoàng, người ta vẫn nói và chỉ vẽ thêm. Như tôi vừa rồi cô chỉ quan kia là photo và xin chứng thực sang lễ cô giúp đỡ trên lễ bên kia cô chỉ chỗ. Theo ghi nhận của địa phương, khách đến giao dịch thủ tục hành chính tại một cửa điện tử của quận ở những ngày đầu năm mới diễn ra bình thường. Điều đáng mừng là khi người dân đến đây đã sử dụng chương trình hỗ trợ miễn phí việc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính do quận cung cấp. Nhờ vậy đã giảm khoảng 50% lượng khách đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Dịch vụ vận chuyển tại nhà thì đỡ phải mất công phải đi lại nhiều, rất thuận tiện cho công dân. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hết những ngày nghỉ Tết, từ sáng mùng 6 Tết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã trở lại vị trí làm việc. Tổ kiểm tra hoạt động công vụ của quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến phường. Thời gian mà làm việc trở lại sau Tết thì Ủy ban quận cũng đã chỉ đạo cái tổ kiểm tra công vụ là kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính cũng như giờ giấc làm việc của cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị. Thì tổ kiểm tra công vụ cũng đã triển khai kiểm tra 100% các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân quận. Và qua kiểm tra thì tôi đánh giá rằng là cán bộ công chức viên chức trong qua Tết thì cái không khí làm việc thì rất là nghiêm túc. Không có cái hiện tượng là đi trễ về sớm cũng như là còn mang cái tâm lý Tết sau cái kỳ nghỉ Tết trong làm việc. Còn tại bộ phận một cửa điện tử quận Ngũ Hành Sơn, những ngày đầu năm khách đến giao dịch khá đông, đặc biệt trong những ngày làm việc thứ hai đầu tuần, lượng khách giao dịch tăng đột biến khoảng 300 lượt. Tuy nhiên các hoạt động tại bộ phận một cửa diễn ra bình thường, không gây ách tắc. Đến hiện tại thì các công việc đều các bộ phận đều phối hợp mà cũng khá là nhịp nhàng. Thì việc mà tiếp nhận luân chuyển hồ sơ, tất cả các nội dung đều thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, không có vướng mắc trở ngại nào hết. Tất cả các vị trí cán bộ, công chức, chiến sĩ đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thì gần như là người dân họ đến đều tuân theo các cái hướng dẫn sắp xếp và họ hài lòng. Cũng không có bất cứ cái phản ánh hay là phiền hà nào từ góc độ của người dân. Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, bộ phận một cửa điện tử quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên bố trí máy đo thân nhiệt và trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho người đến liên hệ làm việc. Có thể thấy không khí làm việc những ngày đầu năm mới ở thành phố Đà Nẵng khá rộn ràng, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.